cái ngành của mình đó là nghề cá há. Cái loại hình như thế này nó không hề đơn giản. Một khách hàng gọi mình hát mà tới nơi thì người ta mập như thế này lên sân khấu ai dòm. Đến với cuộc thi này là vì mình muốn giảm cân. Cái đỉnh điểm đó là đến tuần 4 thì mình bị bong gân, không thể nào mà mình đi được. Đã từng trước mặt chị Mến mà khóc, em muốn làm như các bạn nhưng mà em không thể nào làm được. Trong quá trình tập nhảy, nhờ chị Mến cổ vũ mình, động viên, mình đã làm được. Trời ơi, sao mà có thể nghệ thuật như vậy trời. Tôi đang nghĩ là các bạn diễn Broadway cho một nền nhạc jazz. Just wow, không biết nói gì luôn. Oh wow. Bạn đã làm cho Nu giật mình, nó phải nhìn lại bạn. Đầy cảm xúc, đầy kỹ thuật, đầy động tác. Em siêu sexy luôn trong cái bài này. Nó đúng theo giai đoạn và tâm lý. Cái này phải nói là một trong những cái khoảnh khắc gọi là thăng hoa. Và đây là bài nhảy cuối cùng của Ngọc Khánh và Hình Mến trên sân khấu bước nhảy ngàn cân. Phải chơi hết mình.